xin chào tất thể các bác và anh em đã trở lại với kênh trần hưng audio thì ngày hôm nay tiếp tục thì bên em lại về thêm một số dòng loa nằm như là mango và brodio các bác nhé thì nếu mà các bác và anh em đang cần một chiếc loa chất lượng nghe nhạc và hát karaoke hay thì các bác và em sử dụng những cái dòng loa brodio hay là mango các bác nhé thì ngày hôm qua thì em về được hai đôi mango thì em đã bán một đôi rồi thì chỉ còn duy nhất một đôi mango thì dòng loa mango này công suất của nó là 750W một loa các bác nhé và dòng này nó là dòng 4 quay đấy và sử dụng một bát 25 và hai chép rom và một chép thường và một loa chung tổng trong một chiếc loa này thì nó sẽ có 5 loa một bát 25 hai chép rom và một chép giấy và một chung các bác nhé đấy thì với tầm tiền là 4 triệu cho một cặp loa Mango thì các bác với anh em chơi loại này quá ok. Thì khi các bác với anh em chơi cái sản phẩm uh, uh, loa Mango thì các bác với anh em nghe nhạc và hát karaoke cực kỳ hay rồi đúng không ạ? Vì dòng này nó ra 4 way nó sẽ đủ tất cả các giải để các bác với anh em chơi nhạc, cái hát karaoke có nhá. Và đặc biệt uh, uh, loa Mango này về nó phải nói là quá đẹp về thùng luôn. Đấy thì uh, về thùng của nó thì uh, quá đẹp đặc biệt với các bác và anh em là dòng loa mango là nguyên zin 100% chưa qua sửa chữa gì các bác nhé cam kết với các bác và anh em là bát chép phân tần loa chung là nguyên zin tất tật tật cho bác và anh em đấy thì uh, bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng loa nằm thì các bác và em có thể là tham khảo cái sản phẩm loa mango của bên em và dòng loa prodio thì uh, ngày hôm qua thì em cũng về được uh, bốn đôi đấy bốn đôi prodio đấy cũng chưa vệ sinh đâu các bác ạ thì em chỉ test chép bát là còn nguyên zin là em bán cho bác và anh em thôi thì cái lô loa prodio này với tầm tiền 3 triệu sáu một đôi các bác nhé đấy thì prodio nếu mà để về cái thời cao điểm của nó thì một đôi prodio thì nó giá của nó phải tầm 4 triệu rưỡi đến 5 triệu một đôi hàng đẹp như thế này nhưng mà đến cái thời điểm này thì giá là 3 triệu 600 nghìn một đôi thì không tội gì các bác và anh em đi mua những cái hàng loa nhái, loa gióng để các bác và em chơi nhé Vì loa prodio này nó là dòng loa của Nhật Nên các bác và em nghe tiếng cực kỳ hay Đặc biệt là giải bát và giải chép của dòng loa prodio Thì các bác và anh em nếu mà đã thưởng thức rồi Thì các bác và em biết nó cho lại chất âm rất hay đúng không ạ Đấy thì đây em cũng đang tháo một, chuẩn bị tháo một chiếc loa Prodio để cùng các bác và anh em xem nội thất và à, bát và chép của dòng loa Prodio nhé. bác nhé Ngày trước thì em cũng hay làm cái dòng loa ấy. thì uh, Về sau này thì em đi lắp phòng bác cứ thì em chủ yếu là em uh, nhập loa full Nhưng mà khi mà để mà nghe về loa full thì bắt buộc là phải có loa trầm Thì nó mới hay được đúng không ạ thì khi mà các bác và anh em sử dụng uh, loa full thì nó dành cho những cái không gian mở không gian rộng còn uh, khi các bác và anh em muốn uh, chơi gia đình chơi nhẹ nhàng đấy, đấy chơi nhẹ nhàng vừa nghe nhạc trữ tình vừa nghe các thể loại nhạc thì các bác và anh em nên sử dụng những cái sản phẩm uh, loa mango hay là loa brodio hay là loa bmb đấy thì uh, những cái loa đấy thì uh, nó sẽ ra đều ba giải luôn đấy đặc biệt là cái giải trầm của những dòng loa nằm mango hay là brodio này thì nó có một cái giải trầm của nó rất hay các bác nhá rất hay đấy thì khi các bác và anh em sử dụng những cái sản phẩm loa brodio thì các bác và anh em biết đấy phải nói là một đôi loa nguyên zin cho bác và anh em đấy Loa rất đẹp con này, loa rất đẹp. Đấy xứng đáng đồng tiền các bác phải bỏ ra lắm các bác ạ. Đây là bát 25, có anh em, bát 25. Đấy, các bác nhé, bát 25 để các bác với em nhìn Đấy, một đôi loa prodio Mà hàng của Nhật như thế này Mà giá của nó chỉ có 3 triệu 600 nghìn, các bác nhé, 3 triệu 600 nghìn Không bao ship đấy các bác ạ Thì các bác với em sử dụng cái sản phẩm Loa prodio Các bác với em nghe nhạc hay hát karaoke Cực kỳ hay, đặc biệt là Không gian của các bác với em Khoảng 25m2 Đến 30m thì các bác và em cũng chỉ cần sử dụng một cặp loa Brodio là ok rồi đấy cam kết với các bác và anh em là là bát chép phân tần nguyên zin các bác nhé cái quan trọng nhất mua đôi loa là nó phải còn zin từ bát chép phân tần đấy chứ không được lai like hay là không được cuốn lại các bác nhé thì cái đó thì em cam kết với các bác và anh em luôn Trích thợ luôn đấy bác nào mà mà mua loa về mà các bác và anh em phát hiện là loa bị làm lại rồi hay là loa bị thay thế rồi thì em sẵn sàng để không cho bác với anh em coi nhá không lấy một nghìn nào luôn các bác ạ đấy đây là phân tần của nó này phân tần của loa Brodio thì uh, khi mà các bác và anh em mở những cái đôi loa của Nhật ra thì các bác và em sẽ ngửi được cái mùi của nó rất thơm đúng không ạ nó rất thơm vì cái gỗ nó sử dụng một chuyên cái, cái gỗ đóng loa nên là cái uh, Mùi loa đặc trưng của hàng Nhật thì các bác và anh em biết rồi Cái mùi đặc trưng của gỗ của nó thì các bác và anh em mà sử dụng những cái dòng loa BRODIO hay là BMB Thì các bác và anh em biết cái mùi đặc trưng của nó đúng không ạ Đấy Cái loa là cái quan trọng nhất trong bộ dàn âm thanh các bác nhé Nên là các bác và anh em mua loa Nên lựa chọn những cái sản phẩm loa Và những nơi uy tín để các bác và anh em đặt tiền tin vào Đấy, chứ các bác và anh em mà mua những cái đôi loa uh, 2 triệu, hàng mới với 2 triệu rưỡi 3 triệu thậm chí có bác phần em mua đến 4 triệu 5 triệu những cái đôi loa hàng nhái hàng giáp hàng gia công những nghe nghe đôi loa đấy thì động cái nó cháy chép là thứ nhất này cái thứ hai là cái chất âm của nó không thể nào nó hay được bằng những cái dòng loa hàng, hàng công ty chính hãng hay là hàng bãi như này được các bác nhá đấy thì bác nào mà quan tâm đến cái sản phẩm uh, loa mango hay là loa prodio thì các bác và anh em liên hệ với em qua số điện thoại em để trên màn hình các bác nhé. Rồi cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video của Trần Hưng. Xin chào tạm biệt các bác và anh em.